Đối với một quốc gia thì nguồn ngân sách dành cho giáo dục luôn luôn là một nguồn ngân sách được xác định là rất quan trọng, cũng như là phải có sự đầu tư dài hơi và bền vững. Và đây cũng chính là một khoản tài chính khá là thông minh khi chúng ta nghĩ rằng mình dành cho giáo dục cho con cái trong phạm vi của một gia đình. Và các chuyên gia tài chính thì cũng khuyên rằng chúng ta nên đưa khoản tài chính, khoản ngân sách cố định dành cho việc giáo dục học hành của con cái ngay từ ban đầu khi mà lập kế hoạch tài chính cho gia đình mình. Và cũng chính vì vậy, chuyên mục tài chính thông minh của chương trình hôm nay cũng xin được giúp cho các bạn có một cách tính toán để làm sao có đầy đủ chi phí để trang trải cho việc ăn học của con. Quả thật đúng như vậy, việc học hành thì đi suốt trong quãng đời của con trẻ và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống cũng như là tương lai sau này. Vì thế, nhiều bậc cha mẹ lo xa đã lên kế hoạch để dành tiền cho con từ khi bé còn nhỏ. Tích tiểu thành đại và khi con được 18 tuổi thì khoản tiền dành dụm ấy đủ sức cho con theo học tại các trường đại học trong nước hoặc là đi du học cùng với số tiền đó làm vốn khởi nghiệp. Có rất nhiều cách để dành dụm tiền cho con, như là chúng ta có thể tạo tài khoản tiết kiệm, đầu tư vào việc kinh doanh hay là mua bảo hiểm. Vợ chồng mình đều là viên chức, thu nhập cố định hàng tháng, cho nên mình cũng có ý định là dành dụm chút tỉnh để có tiền cho con. Sau này thì cách tốt nhất đó là gửi vào ngân hàng. Ý định là trong vòng 15 năm mình sẽ gom được, tiết kiệm được khoảng 150 triệu. Khi mà con 1 tuổi thì mình có được 30 triệu mình gửi vào ngân hàng. Lãi suất là 7,9% một năm, kỳ hạn là 3 năm. Sau đó thì mỗi tháng mình đóng thêm 500 ngàn, lãi suất là 6%. Như vậy thì chắc trong vòng khoảng 15 năm thì mình sẽ có được số tiền là 150 triệu. Nếu vậy, theo tính toán, chỉ sau 10 năm tiết kiệm, số tiền lãi cộng vốn gốc chị Quỳnh có từ số vốn 30 triệu đồng được khoảng 50 triệu đồng. Tổng tiền tiết kiệm cho con, chị hàng tháng tích lũy trong vòng 10 năm được gần 110 triệu đồng, rất gần với kế hoạch tài chính mà chị đặt ra cho con. Có thể thấy đây là một cách tiết kiệm rất linh động cũng như là rất phổ biến, có thể đến bất kỳ ngân hàng nào thì bạn có thể đăng ký mở một cái tài khoản cố định để tiết kiệm dài hạn. Tuy nhiên, điểm bất lợi của cách dành dụm tiền này đó chính là bạn có thể rút tiền ra vào bất cứ lúc nào, nên rất dễ bị cám dỗ để sử dụng khoản tiền này thay vì kiên trì cho việc dành dụm dành cho việc học của con. Một điều nữa là nếu chẳng may bị tai nạn, bệnh tật thì chuyện học hành của con cũng có thể bị gián đoạn. Và tiết kiệm kèm bảo hiểm, đây là một khoản đầu tư an toàn mà dài hạn cho việc học hành của con cái. Và đây là một trong những hình thức tiết kiệm được các bậc cha mẹ rất quan tâm hiện nay. Các ngân hàng và các quỹ đầu tư như là ACB, Exim Bank hay là Prudential đều có dịch vụ tiết kiệm bảo hiểm theo hình thức này. Các cái mục đích mà đầu tư về giáo dục cho con thì hầu hết là các cái sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng thì cũng có thể sử dụng. Chúng tôi thường hay tư vấn cho khách hàng chọn những cái sản phẩm tiền gửi mà có gắn kết bảo hiểm, thì cái này là ngoài cái tiền gửi mà có lãi suất thì khách hàng còn được tặng các cái loại bảo hiểm. Như vậy thì trong hầu hết là đối với khách hàng thì khi có một cái bảo hiểm kèm theo như thế thì bao giờ thì cũng tăng cái độ yên tâm cho khách hàng. Thì ví dụ giống như là tại Techcombank chúng tôi có những cái sản phẩm gắn kết bảo hiểm đặc biệt dành cho có mục đích này, ví dụ giống như là cái tiết kiệm An Lộc cũng là cái mà rất là nhiều khách hàng chọn. Thì với cái số tiền gửi từ 50 triệu trở lên thì khách hàng sẽ được ngân hàng tặng cho một cái bảo hiểm sức khỏe hoặc là một cái tiết kiệm khác là cái tích lũy tài tâm. Thì đối với những cái khách hàng mà có cái thu nhập thì đều đặn thường xuyên rồi cũng có cái nhu cầu là muốn dành một cái khoản tiền tích lũy dành cho con trong tương lai thì cũng có thể là đăng ký với ngân hàng để mà trích tài khoản gửi tiền hàng tháng cho con. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái sản phẩm khác cũng dành tiết kiệm cho các cái mục đích là đầu tư cho tương lai của các em các cháu gọi là tiết kiệm Super Kids. Thì cái này nó khác với những cái sản phẩm khác là các cháu tự đứng tên trên sổ tiết kiệm, thì cái này hình thức này nó rất là hay, nghĩa là ngoài cái việc là có nhu cầu tiết kiệm như thế thì là nó có cái tính giáo dục rất là cao, tức là chính các em là cái người đứng tên trên sổ tiết kiệm rồi đồng thời là được bố mẹ hướng dẫn giải thích cũng giống như là tích lũy từ cái tiền mà lì xì cũng giống như tiền quà biếu của bố mẹ để mà lúc nào có thì đến ngân hàng giao dịch gửi tiền ở đó. Thì cái hình thức này, cái tính giáo dục nó ở cái chỗ là ngay từ đầu có thể giúp cho các em ý thức được ý nghĩa của tiền bạc rồi hiểu được cái việc quan trọng của tiết kiệm.
Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì quý vị phụ huynh có thể tham khảo để có kế hoạch tốt hơn cho việc tích lũy cho tương lai học hành của con em mình. Và nếu như mà quý vị có quan tâm, thắc mắc hoặc là có muốn góp ý thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 1800 588 822 hoặc là email theo địa chỉ tài chính thông minh@vision21.vn. Xin được cảm ơn Techcombank đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyên mục Tài chính thông minh. Và nếu như quý vị theo dõi chuyên mục Tài chính thông minh kỳ tới trên chương trình Chào ngày mới thì chúng tôi sẽ giúp quý vị có những thông tin cũng như là lưu ý cần thiết khi mà chúng ta có ý định vay vốn để kinh doanh. Và đặc biệt hơn, nếu có thắc mắc về vay tiêu dùng cá nhân như là vay để mua nhà, sửa nhà, vay để mua ô tô hay là vay cho những nhu cầu tiêu dùng khác thì quý vị cũng có thể tham gia vào buổi tư vấn trực tiếp của ngân hàng Techcombank sẽ được tổ chức bởi báo điện tử vnexpress.net diễn ra vào lúc 14 giờ ngày thứ ba 27 tháng 5 năm 2014. Tham gia đặt câu hỏi trong buổi tư vấn trực tuyến này thì các bạn sẽ trở thành một trong 100 khách hàng may mắn đầu tiên sẽ nhận được một cặp vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim CGV.